là chương trình hai đấu hai đó, giữa hai con gà đỏ với hai gà xanh. Đây là bé An mới cai sữa dịu qua. Trọng tài đâu ai? Quỳnh Anh. Giúp xanh là gồm bạn Khang và bạn An. Đó, à. Bên kia là bạn Lộc và bạn Bo. Rồi, trọng tài Quỳnh Anh. Ra ngoài giữa sân ơi. Cái gì khởi động nữa. Rồi, lùm. Trên thế giới mà không lo, họ đã gỡ hồng găng mình à. Tay đây rồi. Ờ. Trọng tài không có tâm chứ vậy. Lóc cho lưng mày cà lóc. Lóc cho lưng mày cà lóc. Lại. Chơi chạy mày, bỏ bò mày hả? Lòng dở người ta bỏ chạy của người ta có đi. Chơi của trọng nó mày. Nào còn dám lọc kìa vậy? Em mới hiểu mới chỉnh lại đó. Quên. Ừ rồi, rồi. Quýnh bỏ kìa, bỏ chạy mình mới dùng quýnh. Chạy quýnh lọc, quýnh lén nó lọc kìa lọc, quýnh lén nó kìa lọc. Ừ. Cái đầu. Nhất liền bỏ, kìa. Chân sao. Để thế ai? Cắt cỏ rồi gì rồi đó. Ê, không dùng tay đánh đầu nha. Uống nước, gồ uống nước à. Về nhà không phải đi đám hả? Cửa nó chỉ kéo vô thôi, bóp ở trong kéo vô là khóa ra lại. Hai thằng nó đè dập một thằng đi rồi dập một kia. Cái lái này lén bị gượt rồi. Chạy á, đeo cái lưng kìa, kháng cái lưng kìa. Chẻ nó ăn, chẻ nó ăn, chẻ. Chém lên.
Thôi thôi nghỉ đi. Mệt hả?